Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý khán giả của kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Các bạn thân mến, các cặp đôi yêu nhau rồi lấy nhau. Và sau khi cưới thì thường sẽ dành cho nhau một cái khoảng thời gian để cùng nhau đi du lịch, lưu giữ lại những cái kỷ niệm đẹp nhất của cuộc tình của mình. Và người ta gọi đó là tuần trăng mật ngọt ngào. Nhưng với câu chuyện sau đây mà Thuận sẽ đọc cho mọi người nghe, thì tuần trăng mật của hai nhân vật trong câu chuyện không còn ngọt ngào và lãng mạn như những gì chúng ta từng nghĩ nữa. Thay vào đó là những điều hết sức kinh hoàng, hết sức đáng sợ mà chính hai nhân vật trong câu chuyện này phải trải nghiệm. Và bí ẩn gì đằng sau cái câu chuyện tình tưởng chừng như đẹp đẽ của hai người. Thì mời mọi người cùng khám phá câu chuyện ngày hôm nay, một câu chuyện của tác giả Lê Kỳ Nam. Mời mọi người cùng đón nghe câu chuyện mang tên Tuần Trăng Mật Kinh Hoàng. Lễ cưới được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng. Cổng chào kết bằng hoa hồng hình trái tim, bánh kem năm tầng và tháp rượu châm panh. Tất cả được tốt điểm trong ngày hạnh phúc của đôi uyên ương tránh hưng và xa hân. Khi tiếng nhạc cất lên trong giai điệu yêu đương, cũng là lúc tất cả những ánh đèn trong gian phòng vụt tắt, nhường chỗ cho các ngọn nến lung linh tỏa ánh sáng. Cô dâu chú rể khoác tay nhau bước ra sân khấu trước trạng pháo tay của mọi người nghi lễ diễn ra nhanh chóng nhưng không kém phần trang nghiêm sau một giây yên lặng rồi tiếng vỗ tay bùng nổ khi những ngọn đèn bật sáng trở lại tiếng chúc tụng của mọi người tiếng cụng ly hân hoan và mùi thức ăn thơm ngào ngạt làm cho bầu không khí trong căn phòng trở nên quyến rũ đón chào đôi tân lang từ sân khấu bước xuống buổi tiệc kéo dài gần nửa đêm đôi vợ chồng mới cưới trở về phòng bên ngoài sao đầy trời trăng gió giao tình duyệt mộng Gia Hân và Tránh Hưng sóng vai nhau đứng cạnh cửa sổ ngắm đêm. Cánh tay anh ấm áp ôm ngang người cô. Cả hai đứng yên lặng nhìn ánh đèn màu hồng êm dịu trong căn phòng. Khung cảnh càng thêm thơ mộng. Tránh Hưng cúi xuống hôn lên mái tóc người vợ trẻ. Đêm nay em xinh đẹp lắm. Em là một cô dâu lộng lẫy nhất trong ánh mắt anh. Tựa đầu ngực chồng, Gia Hân nũng nịu hỏi. Có thật trong cuộc đời của anh Chỉ duy nhất một mình em không Em là người con gái anh yêu nhất trên đời Anh xin thề Tránh hưng chưa nói hết câu Bỗng nhiên một cơn gió lốc thổi ảo đến Kéo cánh cửa sổ đập mạnh sau lưng hai người Gia hân giật thót người Cô đưa mắt nhìn ra bầu trời nói bâng quơ Trời sắp mưa phải không anh Tránh hưng nhún vai Anh cũng không biết Chúng ta nên vào nhà thôi Đêm nay là đêm ngọt ngào nhất của anh và em. Đừng nên bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng này. Già hần cúi mặt giấu đi sự thẹn thùng của người con gái, bước theo tránh hưng vào trong phòng. Ngôi nhà được cấu trúc theo phong cách hiện đại và cổ điển. Nó được bàn tay trau chuốt của tránh hưng càng trở nên sống động hơn. Bao gồm phòng khách, phòng ngủ và phòng ăn. Tất cả được ngăn chia ra thành những cam màu đậm và nhạt, mang vẻ hài hòa cho từng căn phòng phòng ngủ của vợ chồng cô hướng ra một khu vườn có cây xanh rợp mát trần nhà phủ một lớp vôi hồng nhạt làm cho không gian thêm lãng mạn nhất là đêm nay khoảnh khắc yêu thương đang cận kề với họ tránh hưng nở một nụ cười trong sáng anh thì thầm vào tai vợ anh nhớ còn một chai rượu vang ở dưới nhà chúng ta phải uống ly rượu rau bôi chứ trong khi chờ đợi anh em sẽ vào phòng tắm trước em sẽ dành cho anh một sự bất ngờ về món quà của anh gia hân uyển chuyển bước đi cô không quên gửi tặng anh một nụ hôn gió rất điệu đàng. tránh hưng đứng ngay người nhìn cô vợ xinh đẹp của mình anh phải công nhận gia hân thừa hưởng một nét đẹp siêu phàm mà không ai sánh kịp khuôn mặt thanh tú ánh mắt đen ẩn chứa hàng mi cong cong chiếc mũi dọc dừa với đôi môi ửng hồng càng tôn thêm làn da mịn màng trắng như tuyết ngay từ phút đầu tiên gặp mặt tránh hưng đã chết mê chết mệt cô nhân viên thiết kế vừa mới tuyển vào trong khi công việc của anh là một nhiếp ảnh gia cho một công ty quảng cáo thời trang. Hàng ngày anh tiếp xúc không biết bao nhiêu người mẫu, diễn viên và thậm chí cả hoa hậu, nhưng không một ai làm cho anh rung động. Tránh hưng liếc mắt nhìn qua cánh cửa kiến phòng tắm, đang phủ một màn sương mỏng. Thân hình vệ nữ của vợ anh hiện ra trong mắt anh. Cô đang đứng ngâm mình trong làn nước nóng ấm từ vòi sen bóng loáng. Chỉ còn vài giây nữa thôi, anh sẽ chiếm hữu người con gái anh yêu một đêm cuồng nhiệt mà bấy lâu nay anh đang mong chờ. Tránh Hưng bước thẳng ra nhà sau với một cảm giác lâng lâng. Già Hân đã tắm táp xong, cô đứng trước tấm gương lớn ngắm nghía thân hình ngả ngọc, bàn tay cô vuốt ve làn da tươi mơn mởn của mình và thầm nói: "Đêm nay là đêm quan trọng nhất của đời con gái mi đấy." Già Hân cảm thấy mình đang dẫm lên một vật gì mềm nhũn, cô giật mình nhận ra chiếc áo ngủ đang nằm dưới chân mình. Hoảng hốt, cô kêu một tiếng thật khẽ. Thôi chết rồi, món quà của anh Hưng, nó ướt hết rồi làm sao mặc đêm nay. Già hân đứng thử người ra, cô không đáng trí bao giờ. Rõ ràng cô đã cẩn thận treo chiếc áo ngủ trên cao, không lý nào nó rớt xuống, trừ khi có một ai vào đây ném chiếc áo của cô xuống sàn nhà. Nhưng ai có thể vào đây chứ, căn phòng này chỉ có cô và Tránh Hưng. Có tiếng gọi của Tránh Hưng kéo cô quay trở lại thực tại, Cô dâu của anh ơi, anh chờ em lâu quá rồi. Lúng túng, cô quấn vội chiếc khăn lông trên người rồi bước ra. Tránh hưng nhíu mày, nhưng anh cũng nhanh chóng mỉm cười khỏa lấp. Gia Hân ngồi xuống bên cạnh chồng, nét mặt cô không được vui. Cô vẫn còn ấm ức về chuyện chiếc áo ngủ. Em không bao giờ có tính hậu đậu, nhưng không hiểu sao chiếc áo ngủ rớt xuống sàn nước, ướt hết, chẳng mặc được nữa. Tránh hưng giang hai tay ôm chầm lấy vợ, Mùi sát thịt trên thân thể Gia Hân làm cho nhịp tim anh đập rộn rã. Em đừng bận tâm đến chuyện đó làm gì nữa. Em mặc như thế này là đẹp lắm rồi. Kẻ má vào vai chồng, Gia Hân hỏi nhỏ. Rượu sao bôi đâu anh? Tránh hưng thở dài. Anh không tìm được đồ khâu rượu đâu cả. Không biết nó lạc ở đâu nữa. Thôi, không sao. Chúng ta uống trà thay rượu cũng được mà. Lời đề nghị của Gia Hân nghe có lý. Tránh Hưng đứng dậy tìm hai chiếc ly thủy tinh. Anh rót nước lọc vào, quay trở lại nhìn cô, nheo mắt. Không có trà uống nước lạnh được không em? Miễn sao nước là được rồi. Gia Hân đón lấy ly nước trên tay Tránh Hưng uống cạn. Men rượu trong buổi tiệc vẫn còn nhấp nhoáng. Tránh Hưng bế sốc Gia Hân lên, rồi nào đảo bước đến chiếc giường nệm êm ái. Gia Hân nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác được bay bổng chiếc khăn trắng tuột ra khỏi người cô. Không mở mắt ra nhìn, nhưng cô biết chồng cô đang chiêm ngưỡng những đường cong tuyệt mỹ trên thân thể cô. Bàn tay anh thật điêu luyện, anh đang sở nắn từng vùng da nhạy cảm của cô, rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, một nụ hôn cháy bỏng, một nụ hôn của sự đê mê trước giờ động phòng hoa trúc. Lúc này Gia Hân đang bay đến tận trốn thiên đường xa xôi, nơi đó chỉ có cô và Tránh Hưng. Gia Hân vẫn trong tư thế bị động, thân thể rắn rỏi của chánh hưng nằm rạp lên người cô hơi thở anh gấp gáp anh đang làm một động tác gì đó khiến cho cô chân mình đón nhận sự đau đớn nhưng vô cùng thích thú bỗng nhiên cô tiếp nhận được giác quan thứ sáu dường như có một người thứ ba đang đứng cạnh đầu giường nhìn chăm chăm vào cuộc ân ái của vợ chồng cô sững người lại hai mắt ra hân mở to không chớp trước mặt cô một vệt sáng cắt ngang căn phòng ra làm đôi trong ánh sáng kỳ lạ đó Khuôn mặt một người con gái hiện ra, hai con mắt như hai hòn bi mới toanh, sáng quắc, nhìn cô không chớp mắt. Gia Hân thét lên một tiếng kinh hoàng, dùng hết sức lực đẩy tránh Hưng ra khỏi người cô. "A!" À, "Tội nghiệp cho tránh Hưng." Anh đang say sưa lặn hụp trong bể yêu đương, giờ bị gián đoạn làm cho anh ngẩn ngơ như kẻ đi lạc linh hồn. "Chuyện gì vậy em?" Cô nhanh tấm mền dưới chân, Gia Hân cuộn tròn vào giọng cô run run. Em 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 trông thấy khuôn mặt một cô gái khủng khiếp quá anh ơi. Tránh hừng nén tiếng thở dài trong lòng, anh cảm thấy khó chịu khi cơn dục vọng bị chìm xuống. Chắc em gặp ảo giác đó. Anh sống ở đây lâu rồi có thấy gì đâu. Nhưng 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 em sợ quá. Già Hân vẫn trốn mình trong tấm mền, cô co rút người trông thật đáng thương. Tránh Hưng không thể nào tiếp tục chuyện mây mưa. Anh miễn cưỡng mặc quần áo mát vào, rồi tràng tay qua ôm vợ vào lòng. Gia Hân vẫn còn run lẩy bẩy. Em, em, em sợ quá anh ơi. Không sao đâu em. Có lẽ em mệt quá nên suy nghĩ lung tung. Em cố gắng ngủ đi, rồi mọi chuyện sẽ qua mà. Giọng Tránh Hưng thật nhẹ nhàng như đang ru cho cô chìm vào giấc ngủ. Giấu gương mặt vào trong tấm mền, Gia Hân thọ thẻ. Em xin lỗi anh Chúng ta đã đánh mất cảm giác tuyệt vời đó rồi Ngày mai chúng ta sẽ đi hưởng tuần trăng mật Ở thung lũng hoa vàng nha em Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà Tránh hưng siết chặt vòng tay Và thân hình mềm mại của vợ mình một lần nữa Rồi anh úp mặt vào gối Cố gắng tìm cho mình một sự bình yên Nhưng cảm giác bồn chồn Của sự va chạm sắc thịt giữa anh và Gia Hân Vẫn còn lan truyền khoái cảm Đến tận óc của anh Và anh biết rằng Đêm nay giấc ngủ sẽ chập chờn không đến với anh. Già Hân bị đánh thức trước nụ hôn nhẹ nhàng của Tránh Hưng. Anh đang đứng trước mặt cô, quần áo đã chỉnh tề. Tránh Hưng là một mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ. Anh không cầu kỳ diêm dúa, nhưng anh thật nổi bật trong chiếc áo sơ mi trắng tay dài, may ôm sát vào body, kết hợp với quần tây đen thẳng và đôi giày tây nâu bóng loáng. Trông anh giống như một thư sinh nho nhã hơn là một nhà nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Cô dâu mới hư quá, trời sáng bừng rồi vẫn còn ngủ nướng nè. Tránh Hưng bước đến cánh cửa sổ, kéo tấm rèm lên cao, vài tia nắng len lỏi vào trong căn phòng. Già Hân nhanh chân bước xuống giường, trước khi bước vào phòng làm vệ sinh cá nhân, cô âu yếm nhìn chồng và mỉm cười. "Chào anh buổi sáng, anh yêu." Trong phòng 10 phút, Già Hân đã thay bộ đồ khác, cô mặc một chiếc quần xin, áo xanh nhạt và khoác ra ngoài một chiếc áo da đen. Không cần phải trang điểm bởi vì Tránh Hưng vẫn thích nét đẹp tự nhiên trên gương mặt cô. Vén tóc thật gọn gẽ rồi đội chiếc nón lưỡi chai ra ngoài. Cô đã sẵn sàng cho một chuyến du lịch. Chiếc Mercedes màu đen mới toanh đang chở ra hân dưới sân nhà. Tránh Hưng ngồi trong xe rổ ga sẵn. Vừa trông thấy vợ mình bước xuống, anh cười tụm tỉm Chồng em chẳng khác gì một nhà thám hiểm. Gia Hân bước vào trong xe, sau khi cài dây an toàn vào người, cô quay sang nhìn tránh hưng bằng đôi mắt sắc lẹm. Em không thích mặc áo đầm ngắn cũn cỡn và nhún nhảy trên đôi giày cao gót. Anh thất vọng về em lắm phải không? Tránh hưng vừa lái xe vừa trả lời. Tại sao em hỏi như vậy? Anh yêu con người em, trong sáng và bình dị. Những vẻ hào nhoáng bên ngoài chỉ là giả tạo. Anh đến với em bằng tất cả tâm hồn. Em không thấy sao? Gia Hân gật đầu, bàn tách cô tìm lấy bàn tay anh bóp thật nhẹ như trao gửi một thông điệp yêu thương đến với anh chiếc xe lướt nhẹ trên đại lộ tràn ngập ánh nắng vàng già hân đang ngắm nhìn tránh hưng một cách say đắm dưới vầng trán rộng đôi mắt anh khó hiểu làm sao đôi mắt khiến cho cô mỗi lần nhìn vào như bị đắm chìm trong đại dương bao la đôi mắt chứa đựng một sự vô vọng một cái gì đó xa xôi mà cô không định nghĩa được và cô như bị hớp hồn vào đôi mắt đó tránh hưng đỏ mặt vô tình bắt gặp cái nhìn chằm chằm của vợ anh. Mặt anh có dính lọ nồi sao? Dạ không có, khuôn mặt anh đẹp như tài tử. Em chỉ đang suy nghĩ, không hiểu sao em được anh chọn. Nụ cười trên môi tránh hưng vội khép lại. Anh nghiêm nghị nhìn ra hân. Tình yêu đích thực không phải là sự chọn lựa tầm thường. Nếu em có suy nghĩ như vậy, anh sẽ không nói chuyện với em nữa đâu. Em xin lỗi Giọng cô tha thiết Công việc của anh tiếp xúc rất nhiều người đẹp Mặc dù em không suy nghĩ gì Nhưng trong lòng vẫn sợ một ngày nào đó Anh sẽ không còn yêu em nữa Chúng ta phải tin tưởng nhau Hạnh phúc lâu dài được xây đắp Bằng một niềm tin chắc chắn em ạ Già hân trộm người sát bên tránh hưng Cô dịu dàng hôn trên má anh Cảm ơn tình yêu của anh dành cho em Em đã thật sự tin tưởng anh. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta phải thành thật với nhau anh nhé. Một tay của tránh hưng cầm vô lăng, tay còn lại choàng qua vai Gia Hân. Cô kéo thật gần bên anh. Đôi môi tham lam của anh đang tìm đến môi cô. Anh, lái xe cẩn thận đi anh. Gia Hân lên tiếng nhắc nhở, nhưng cô vẫn hé đôi môi đón nhận nụ hôn nồng cháy của chồng mình. Em yên tâm, anh vừa là bảo vệ, vừa là tài xế an toàn nhất cho em chương trình của tránh hưng và gia hân là đi thẳng đến thung lũng hoa vàng nhưng dọc đường có nhiều cảnh đẹp tâm hồn nghệ sĩ của tránh hưng trỗi dậy anh dừng xe và chụp rất nhiều phong cảnh thiên nhiên gia hân trở thành người mẫu độc quyền cho anh trong suốt đoạn đường dài đường lên thung lũng hoa vàng phải vượt qua những ngọn đèo tranh vênh bên sườn núi chỉ cần lạc tay lái tính mạng họ sẽ gặp nguy hiểm nhưng tránh hưng rất cử khôi chiếc xe vẫn lao nhanh trên những đoạn đường không được bằng phẳng, rồi dừng tại thành phố Ngàn Hoa đúng 7 giờ chiều. Từ đây xuống thùng lũng hoa vàng phải mất một tiếng nữa. Tránh hưng chọn nhà hàng lộng gió cùng Gia Hân sánh đôi bước vào. Những ánh mắt ngưỡng mộ đang dõi theo bước chân của họ. Gia Hân hãnh diện đi bên chồng, cô như một đứa trẻ được chiều chuộng nâng niu. Lần nào đi bên cạnh Tránh Hưng, cô cũng được dành cho những điều bất ngờ thú vị. Tránh Hưng thì thầm vào tai người phục vụ, Lúc sau anh quay ra chọn một chiếc bàn gần cửa sổ kéo ghế cho Gia Hân ngồi xuống. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút, sau đó đi xuống thung lũng vẫn chưa muộn. Gia Hân đưa ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ. Thành phố đang ẩn mình sau những dãy núi sương mù trắng xóa, rừng cây tham thẳm, ánh trăng len lỏi qua làn mây mờ. Gia Hân nhìn mấy cánh sao trời lấp lánh. Cô nói, ngày mai trời sẽ nắng đẹp. Chúng ta sẽ dạo trên bờ hồ Thiên Nga. Em có thích trèo xuồng không? Dạ, em thích lắm. Anh sẽ có những bức ảnh tuyệt đẹp dành cho em. Lúc nào Tránh Hưng cũng suy diễn ra những bức ảnh nghệ thuật. Có lẽ do áp lực công việc nhiều, nên anh không còn tâm trí dành cho cuộc đi chơi. Nhưng Gia Hân rất thông cảm cho chồng cô. Nhìn anh vất vả mà cô thấy thương anh nhiều. Người phục vụ mang đến một chai rượu vang hảo hạng, lịch thiệp xoay nhãn hiệu cho tránh hưng xem và điệu đàng rót vào hai chiếc ly pha lê. Anh ta nhanh chóng rời khỏi bàn, dành phút riêng tư cho hai người. Tránh hưng nâng ly rượu ngang tầm mắt. Anh nhìn màu hộ phách sóng sánh trên ly rượu, mỉm cười nói. Chúng ta uống bù cho đêm hôm qua em nhé. Đêm nay say hương tỉnh ái, em sẽ mãi mãi thuộc về anh. Đưa ly rượu lên môi hớp một ngụm, Gia Hân cảm thấy gương mặt mình nóng bừng, trông cô càng đẹp dạng người. Thức ăn được bày lên bàn bốc hơi nghi ngút. Ở đây có rất nhiều món thịt rừng nướng. Tránh Hưng rất thích ăn món ăn dân dã này. Anh lịch sự gắp một miếng thịt heo rừng vào xĩa Gia Hân. Anh ân cần nói. N ăn đi em, đến thành phố ngàn hoa không thưởng thức món thịt nướng thật là uổng phí. Gia Hân nhỏ nhẹ dùng nĩa sắn từng miếng thịt rừng, nhai tới nhai lui rồi xếp nĩa trên dĩa kêu lên. Dài quá, em ăn không được. Có lẽ em không quen khẩu vị này, anh sẽ gọi món khác cho em. Không cần đâu anh, em ngồi nhìn anh ăn, em cũng đã thấy no rồi. Tránh hưng cau mày, em không ăn gì hết đêm nay. Tránh hưng bỏ lửng câu với một ngụ ý khó hiểu, nhưng Gia Hân đã nhận ra điều đó. Cô chợt nhớ đêm tân hôn của mình không được trọn vẹn. Thật tội nghiệp cho Tránh Hưng. Anh ấy phải kiềm chế cảm xúc đến ngày hôm nay. Gia Hân quay sang gọi anh phục vụ đến gần. Cô muốn ăn món súp nóng. Ánh mắt Tránh Hưng thật nồng nàn. Em rất hiểu ý anh. Không hiểu sao Gia Hân cảm thấy nốt không trôi. Mặc dù mùi thơm của món ăn thật hấp dẫn. Cố gắng lắm cô chỉ ăn được vài muỗng. Rồi chống cằm ngồi nhìn. Trong khi đó Tránh Hưng đang ngoạm ngoạm một cái đùi thỏ nướng anh ăn ngon lành như một con gấu và thấy thỏa mãn như buổi tiệc sau mùa đông trú mình trong hang động. Già Hân không muốn những hình ảnh ma quái lợn vởn trong đầu mình, nhưng mỗi khi nhớ đến, khắp người cô cứ dần dợn lên một luồng khí lạnh và đang thấm vào người cô. Bất chợt Già Hân dùng mình trước ánh mắt ngạc nhiên của Tránh Hưng. Em lạnh sao? Chỗ này là chỗ ấm nhất trong nhà hàng. Già Hân thoái thác. Um, em không sao, chúng ta cạn ly nha anh chai rượu trên tay tránh hưng rót đầy vào ly. Anh hân hoan uống cạn, nên không nhận ra vẻ lo lắng trên khuôn mặt vợ anh. Hai người rời khỏi nhà hàng lộng gió, dường như tránh hưng là khách quen ở đây. Những người phục vụ chào đón anh một cách thân thiện. Gia Hân chủ động lái xe khi cô trông thấy bước chân Tránh Hưng loạn trọng. Em sẽ làm tài xế cho anh. Tránh Hưng tròn xe mắt. Anh thật bất ngờ. Em biết lái xe sao? Gia Hân thành thạo nổ máy xe. Cô đang xoay vô lăng cho chiếc xe lui ra. Anh có muốn xem bằng lái của em không? Ôi, cô vợ xinh đẹp của anh. Em còn giấu giếm anh chuyện gì nữa không? Tránh Hưng chăm chú nhìn vào mắt vợ. Con. Tránh Hưng ngồi thẳng người lên. Nét mặt anh căng thẳng. Con. Con cái gì? Ba tiếng rất bình thường. Đó là... Em yêu anh không gian chìm đắm trong tình yêu chất ngất của hai người. Tránh hưng hôn nhẹ lên má vợ anh, giọng anh nhỏ nhưng rất truyền cảm. Anh yêu em. Gia Hân nhìn thẳng con đường phía trước. Ánh đèn xe không đủ xé toạc màn đêm tham thẳng. Con đường sao vắng lặng quá, không một chiếc xe nào chạy qua cả. Gió thổi hưu hưu, những tảng cây rung sinh như một thân người khổng lồ đang vẫy tay gọi cô. Chạy hết con đường này là đến thung lũng hoa vàng phải không anh? Tránh Hưng đang lim xìm đôi mắt, cơn buồn ngủ làm cho mí mắt anh nặng chịu. Nghe câu hỏi của Sa Hân, anh nói một hơi như người hướng dẫn chuyên nghiệp. Em cứ chạy thẳng hết con đường này, nhìn sang bên trái có tấm bảng chỉ thung lũng hoa vàng, quẹo vào đi tiếp một đoạn đường sẽ gặp khách sạn Nguyệt Cầm nằm bên phải đối diện với quán cà phê gót sen. Gia Hân cười mỉm. Ủa, anh rành chỗ này như thuộc lòng bàn tay vậy? Nơi đây là ngôi nhà thứ hai của anh phải không? Cách đây 3 năm anh làm việc ở đây mà. Công ty anh có mở thêm một chi nhánh ngay thành phố Ngàn Hoa. Anh được đề bạt làm giám đốc. Anh còn những bí mật gì nữa không? Già Hân liếc mắt nhìn tránh hưng một cách dò xét. Con người anh rất bình dị, không rắc đối như em nghĩ đâu. Tránh hưng ngoẻo đầu sang một bên ngủ như một đứa trẻ. Già Hân vẫn giữ tay lái cho vững. Thỉnh thoảng cô liếc mắt nhìn chồng mình đang say giấc rồi mỉm cười con đường phía trước vẫn dài hun hút. Gia Hân luôn hướng mắt nhìn sang bên trái. Cô đang tìm kiếm tấm bảng lớn có để tên đường. Ánh sáng của hai ngọn đèn pha không xua đi những dãy sương mù phía trước. Con đường đang mở dần trong mắt Gia Hân. Bất ngờ một vệt sáng chói chang cắt ngang. Ánh sáng của nó rất kỳ lạ, xua tan cả đám sương mù. Một cô gái mặc chiếc áo đầm màu tím đột ngột băng qua đường. Gia Hân điếng hồn, Cô chưa kịp đạp chân xuống phanh nhằm giảm tốc độ Chiếc xe lao thẳng vào cô gái Tiếng bánh xe nghiền nát lên phần xương thịt cô gái nghe rốp rốp Tay lái của Gia Hân lạc sang một bên Chiếc xe trồm lên phía trước Bốn bánh xe đít trên con đường nhựa bóng loáng Rồi lao thẳng vào một gốc cây ven đường Cú va chạm mạnh Làm cho Gia Hân đập đầu vào vô lăng xe Tránh hưng giật mình thức giấc Nhưng phần đầu anh va vào cánh cửa Làm cho anh choáng váng Thân người nặng trịch của anh đổ nhào qua một bên và ngất lịm. Gia Hân cảm thấy đầu óc mình quay cuồng. Trước khi khép mắt, cô nhìn lên tấm gương chiếu hậu. Phía sau chiếc xe, ngay chỗ nạn nhân đang quằn quại trên vũng máu. Khuôn mặt cô gái áo tím sao rất quen thuộc. Gia Hân không biết mình ngất bao lâu, cho đến khi cô choàng tỉnh trước thân hình nặng nề của Tránh Hưng đang đè lên người cô. Anh Hưng, anh Hưng, tỉnh lại đi anh. Nghe tiếng gọi của Sa Hân Tránh Hưng bắt đầu cựa quậy Anh đưa tay ôm lấy đầu xin gì Nhức đầu quá em ơi Sa Hân cố sức đẩy mạnh cánh cửa Cô mất thăng bằng té nhào ra ngoài Và kéo theo Tránh Hưng Cô lồm cồm đứng dậy Gương mặt hiện ra những nỗi kinh hoàng Cô vừa khóc vừa nói Em, em đã cắn chết một người Một cô gái mặc áo màu tím anh ơi Cô cượng đứng dậy Tránh Hưng nhăn mặt hỏi có chuyện gì xảy ra vậy? Gia Hân lặp lại câu nói trong cơn xúc động mạnh. Em, em vừa cắn chết một cô gái. Tránh Hưng ngơ ngác nhìn sát đường. Anh không thấy gì ngoài con đường vắng tanh. Anh có thấy ai đâu. Em lại bị ảo giác nữa rồi. Nếu em không đụng phải cô gái, thì chiếc xe đâu có tông vào gốc cây này chứ? Gia Hân chạy sát đường, đảo mắt nhìn quanh. Nhưng cô không thấy sắc ở đâu cả Rõ ràng cô trông thấy cô gái nằm dãy rụa trên một vũng máu kia mà. Chiếc xe bị chảy sức nhẹ không có vấn đề gì. Tránh Hưng bắt đầu quay đầu xe trở sát đường. Anh lớn tiếng gọi. Già Hân, lên xe đi. Khuya quá rồi, ở đây nguy hiểm lắm. Nhưng, nhưng, nhưng còn cô gái thì sao ạ? Già Hân vẫn nhìn ra đường với tâm trạng ngột ngang. Giọng của Tránh Hưng gay gắt. Anh đã nói em rồi, trong người em không được khỏe Em đã gặp một ảo giác Nếu như em cán chết cô gái kia Thì phải còn hiện trường ở đây chứ Em nhìn đi Có vũng máu nào đâu Già hân chẳng khác nào một người Vừa trải qua căn bệnh thập tử nhất sinh Khuôn mặt cô xanh mét Ánh mắt lúc nào cũng nơm lớp lo sợ Cô ngồi bên cạnh tránh hưng Mà hồn cứ để đâu đâu Anh xin lỗi em Tránh hưng đổ ga phóng xe bạt mạng Trên con đường vắng Tay kèm chặt và vô lăng anh liếc mắt nhìn vợ mình với một giọng dịu dàng anh hơi nóng tính nhưng anh xin hứa sẽ sửa đổi nó ngay em cần phải tịnh dưỡng vài ngày để bình tâm trở lại đôi khi con người ta căng thẳng thường hay gặp những ác mộng cảm ơn anh em mới là người xin lỗi anh anh thấy cái đầu sao rồi chúng ta có cần đi khám bác sĩ không thôi không cần đâu anh chỉ bị choáng thôi bây giờ thì tốt rồi nhưng Tránh Hưng nhìn thấy vết chảy trên chán Gia Hân. Anh lo lắng. Em có sao không? Cú va chạm mạnh quá làm cho em bị thương rồi kìa. Đưa tay sở lên chán. Gia Hân nhún vài đáp. Không sao đâu anh. Chỉ là vết thương ngoài da. Trong ánh trăng huyền hoặc, tấm bảng ký tên thung lũng hoa vàng sừng sững trước mặt hai người. Cuối cùng thì chúng ta cũng đến nơi. Đúng là một tuần trăng mật đáng nhớ. Gia Hân sửa lại quần áo cho thẳng thớm. Cô lấy chiếc nón ra khỏi đầu, mái tóc dài óng mượt xõa ngang vai, bồng bềnh như những đám mây. Khách sạn Nguyệt Cầm tiêu chuẩn 3 sao, đây là khách sạn lớn nhất nằm trong thung lũng Hoa Vàng, một thung lũng đẹp nhất của thành phố ngàn hoa. Chạy dọc theo những ngọn đồi thoai thoải mọc rải rác các bụi hoa vàng, một loài hoa hoang dã nhưng đi đến đâu người ta cũng bắt gặp màu vàng rực rỡ. Vùng đất này được thiên nhiên ưu đãi nên quanh năm suốt tháng khí hậu ôn hòa cây trái xanh tươi. Tránh Hưng chạy xét thẳng vào cổng khách sạn. Anh đã liên hệ đặt phòng trước nên mọi thủ tục rất dễ dàng. Sau khi nhận chìa khóa phòng, anh dìu ra hân bước vào thang máy. Người bảo vệ khiêng hành lý theo cùng. Anh vui vẻ bắt chuyện. Anh chị mới lên đây lần đầu phải không ạ? À? Tránh Hưng đáp. Chỉ có vợ tôi là lần đầu thôi. Thang máy dừng lại tầng 2, phòng 22, tránh hưng dúi vào tay anh bảo vệ một tờ tiền mới cứng cảm ơn anh rất nhiều khi nào cần tôi sẽ gọi dạ chúc anh chị vui vẻ gia hân im lặng bước vào phòng cô vẫn để nguyên tư thế mệt mỏi nằm dài trên bộ ghế xa lông căn phòng rộng rãi và bài trí thật sang trọng đây là căn phòng đẹp nhất trong khách sạn gia hân em vào tắm trước đi Giúp bỏ những lớp bụi đường đi em ngày mai là một ngày mới tinh khôi của chúng ta Tránh Hưng đang mang quần áo lên cái giá treo trong tủ. Đáng lý những công việc lặt vặt này phải do so vợ anh làm, nhưng anh đã xông xáo làm tất cả, chứng tỏ anh yêu vợ anh đến nhường nào. Gia Hân bật ngồi dậy, đưa hai tay trọn qua chân. Cô ngồi trong tư thế bất động, im lặng như một pho tượng sáp. Gia Hân! Gia Hân! Có nghe anh nói không vậy? Không nghe tiếng trả lời của vợ. Tránh Hưng ngạc nhiên quay lại. Nụ cười anh chợt tắt thay vào đó là tiếng thở dài anh không biết chuyện gì đang xảy ra cho gia hân trong lòng anh xót xa khi nhìn thấy vợ mình gầy sọc đi nhợt nhạt hai mắt thâm quầng vì mất ngủ tránh hưng nhẹ nhàng bước đến anh ngồi xuống cạnh gia hân choàng tay qua kéo người cô lại gần bên anh em hãy nói cho anh nghe em đang gặp rắc đối gì gia hân vẫn còn ấm ức trong lòng cô nói qua hơi thở em em không quen biết cái cô gái ấy nhưng không hiểu sao cô ta cứ bám theo em. Vụ tai nạn xe vừa qua không phải lỗi do em. Anh cũng biết em có tính cẩn thận như thế nào. Những chuyện xảy ra làm cho em khó hiểu quá. Có phải em đang gặp ma không anh? Ma? Tránh <laughs> Hưng bật cười khanh khách, giọng anh dễu cợt. Trên đời này có ma sao em? Anh không tin như thế đâu. Suy nghĩ của em giống như mấy bà thầy cúng quá. Anh nghe tức cười làm sao? Gia Hân nhộm người đứng dậy. Câu nói của Tránh Hưng làm cho cô cảm thấy khó chịu. Chồng cô không tin những gì cô nói. Tự nhiên cô cảm thấy trong lòng buồn bã và bất an. Cô bước đến cánh cửa sổ, khoanh tay trước ngực, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài. Màn sương đêm bao phủ thung lũng hoa vàng, không gian thật yên tĩnh bởi sự im lặng cố hữu của thành phố này. Ánh trăng khuya vàng vặc soi sáng cả khu vườn, gia hân mải mê ngắm nàng dạng nguyệt treo lơ lửng trên nền trời xanh thẳm những âu lo phiền muộn trong cô vụt tan biến đi cô không muốn đem sự bất an đến cho tránh hưng cô phải tĩnh tâm trở lại mong rằng mọi chuyện chỉ là ảo giác tránh hưng nằm dài trên bộ sa lông tiếng ngáy anh khe khẽ nhưng đáng yêu làm sao suốt đoạn đường dài làm cho anh mệt mỏi thêm phần tâm trạng bấn loạn của cô đã gây áp lực không nhỏ đến tránh hưng thật tội nghiệp cho chồng cô. Một đêm tân hôn không trọn vẹn và bắt đầu một tuần trăng mật khá nặng nề. Già hân nhón bước chân đến bên anh. Cô quỳ xuống sàn nhà, đưa hai tay nâng chân anh lên, nhẹ nhàng tháo giày, vớ ra khỏi chân anh. Cô ngắm nghía những móng chân cắt tỉa gọn ghẽ của anh. Cô nghĩ thầm trong lòng, anh là một người đàn ông rất kỹ tính, chu đáo, biết quan tâm chăm sóc vợ con. Dựa đầu và thành ghế, Gia hân vẫn để đôi chân của chồng trên người cô. Nhắm mắt cố tìm một giấc ngủ yên lành. Cô đang cầu nguyện nơi tiềm thức. Xin bắt đầu một ngày mới. Một ngày bình yên đến với cô và tránh hưng. Vùng hừng đông nhuộm tôi cảnh vật. Ánh hồng dương tưng bừng với gọi bình minh đến. Gia hân giật mình khi nghe tiếng chim kêu ríu rít ngoài cửa sổ. Những tia nắng ấm áp lùa vào căn phòng làm cho tinh thần cô càng thêm tỉnh táo bất ngờ cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường nệm êm ái. Quần áo trên người đã được tránh hưng thay dùm. Cô đang mặc chiếc áo ngủ trắng tinh khôi, món quà của chồng cô tặng. Một tờ giấy nằm yên trên gối, những dòng chữ bay bướm hiện ra trong mắt cô. Em yêu, chào em buổi sáng, chúc em vui vẻ. Cảm ơn em đã tháo giày cho anh. Em là người vợ tuyệt vời nhất. Anh chờ em ăn sáng dưới nhà hàng. Chúng ta hãy tận hưởng những giây phút đẹp nhất trong kỳ trăng mật này nhé. Yêu em đến hơi thở cuối cùng. Chồng em. Đôi mắt Gia Hân đẫm lệ. Cô cẩn thận xếp lá thư và xem nó là báu vật thiêng liêng nhất của tình yêu. Cô bước xuống giường tung tăng đi vào phòng tắm. Dòng nước ấm áp gội rửa những ưu phiền trong lòng cô. Lát sau Gia Hân rời khỏi phòng tắm và chạy nhanh đến tủ quần áo. Đứng tần ngần một lúc, cô không biết chọn bộ nào đẹp nhất. Cô muốn mình thật rực rỡ trong ánh mắt tránh hưng cuối cùng cô quyết định chọn cho mình chiếc áo đầm hai dây màu vàng nhạt chiếc áo khoác màu trắng làm cho cô sang trọng hơn khuôn mặt cô dặm thêm một chút phấn hồng đôi môi điểm chút son bóng tự nhiên mái tóc cô không cần trải nó bồng bềnh theo đường gợn sóng hài hòa bước đi uyển chuyển trên đôi giày cao gót cô cảm thấy hơi khó chịu một chút ở gót chân nhưng vẫn giữ dáng người thẳng như đang trình diễn thời trang trên sân khấu những thứ này thật lạ lẫm với cô nhưng khi yêu người ta luôn làm thay đổi mình trước người khác. Già hân xuất hiện trước nhà hàng như một đóa hoa hồng vàng rực trong ánh nắng. Không biết bao nhiêu ánh mắt chiêm ngưỡng đang nhìn cô. Trong đó, ánh mắt của Tránh Hưng là nồng cháy nhất. Đón cô trong vòng tay ấm áp, anh đặt một nụ hôn ngọt ngào trên môi cô. Em làm cho anh ngạc nhiên quá. Chưa bao giờ anh thấy em đẹp như hôm nay. Gia Hân kéo váy áo yểu điệu ngồi xuống ghế, cô ngồi bắt chéo chân, dáng vẻ thật cao sang. Tránh Hưng nhìn cô không chớp mắt, căn bệnh nghề nghiệp của anh trỗi dậy, anh cầm máy hình bấm lia lịa về phía cô. Vẫn giữ tư thế đó nha em. Ok, được rồi. Nhìn em đẹp lắm. Một người đàn ông lịch lãm trong bộ đồ vét bước đến. Anh ta thật niềm nở như một người bạn lâu ngày vừa gặp lại. Tránh Hưng, rất vui gặp cậu ở đây. Ồ, chúa ơi, Duy Thiện cậu làm gì ở đây? Hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, tay bắt mặt mừng. Tránh Hưng chỉ tay về phía Gia Hân đang ngồi. Anh giới thiệu với bạn. Đây là Gia Hân, bà xã mình đấy. Duy Thiện so vai đáp. Cậu tìm đâu ra một cô gái xinh đẹp như thế? Nếu cậu không giới thiệu trước, mình đã chạy đến tán tỉnh cô ta rồi. Đưa tay cốc nhẹ vào đầu bạn, tránh hưng nghiêm mặt nói. Gia hân không thích những cái câu đùa chết người của cậu đâu cẩn thận giữ mồm giữ miệng nên nhớ cô ấy là vợ của mình biết rồi anh chẳng khó tính ạ à. tránh hưng bước đến giới thiệu người bạn thân của mình cho gia hân đây là duy thiện bạn thân của anh chìa tay ra lưng duy thiện hơi khỏm xuống một tí vẻ mặt hài hước của anh làm cho gia hân bật ra tiếng cười chào gia hân rất vui được gặp em gia hân gật đầu đáp lễ chào anh Duy Thiện khoát tay nói lớn. Hai vợ chồng thật xứng đôi. Tôi muốn xin một tấm hình làm kỷ niệm. Đưa máy chụp hình cho Duy Thiện, tránh hưng đề nghị. Chụp máy của tao đẹp hơn. Khi nào về thành phố tao sẽ gửi hình cho mày. Ừ, ờ, cũng được. Duy Thiện trẻ môi đáp. Tránh hưng và Gia Hân đã trở thành người mẫu bất đắc dĩ cho Duy Thiện. Anh chàng này cũng điệu đảng lắm. Cứ sửa tới sửa lui tư thế đứng ngồi của hai người khiến cho tránh hưng phải lên tiếng cào nhau. Được rồi, cậu đã trở thành nhiếp ảnh ra khi nào vậy? Bỏ chức giám đốc điều hành rồi sao? Duy Thiện cười nói vô tư. Học lén cậu đấy thôi, làm thợ chụp hình cũng sướng thiệt, suốt ngày ngắm mấy em đẹp như tiên. Duy Thiện, cậu quên mình đã nói gì với cậu rồi sao? Tránh Hưng nhắc nhở bạn. À, <laughs> xin lỗi. Di Thiện lấy trong túi một tấm danh thiếp đưa cho Tránh Hưng. Mình vừa đảm nhận một tạp chí thời trang mới. Cũng may là gặp cậu ở đây. Mình muốn có những bức ảnh quảng cáo cho tạp chí của mình. Người mẫu thì đã có sẵn, nhưng không biết chọn chuyên gia chụp ảnh nào đây. Cậu giúp mình chứ? Bọn mình đang hưởng tuần trăng mật với nhau. Thật tình mình rất muốn giúp cậu, nhưng mình không thể nào bỏ vợ mình được. Chỉ hai ngày thôi, làm ơn giúp mình đi. Tránh Hưng cương quyết từ chối. Không không được, suốt thời gian qua mình bù đầu trong công việc, mình cần phải thư giãn một chút chứ. Cậu nhờ người khác giúp đi." Đưa tay vò đầu, duy Thiện tỏ vẻ thất vọng. "Mình đang rối tung, thời gian gấp quá không biết chọn ai nữa đây. Nếu như cậu không gặp mình ở đây, cậu đối phó chuyện này như thế nào?" "Mình đã sắp xếp chuyện này đấy, mình gọi điện đến công ty của cậu và được biết hai vợ chồng cậu nghỉ mát ở Thung Lũng Hoa Vàng. Xin lỗi mình không hỏi ý kiến cậu." dẫn một đoàn người mẫu lên đây mình cứ nghĩ rằng chúng ta là bạn thân với nhau cậu sẽ giúp mình nhưng không ngờ cậu lại đành đoạn như vậy tránh hưng đưa hai tay lên khỏi đầu thẳng thốt kêu lên trời ạ à, cậu liều lĩnh thật đấy già hân đang thưởng thức hương vị cà phê thơm ngào ngạt của một người phục vụ vừa mang đến cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ chạy dọc theo con đường trải thảm cỏ xanh mơn mởn là một cánh đồng hoa vàng lở rộ những cánh hoa mỏng manh lung linh trong ánh nắng bàn mai. Cuộc nói chuyện của tránh hưng và duy thiện kết thúc. người phục vụ đem thức ăn sáng đặt trên bàn. bữa ăn thật thịnh soạn. gia hân liếc mắt nhìn qua cũng thấy no rồi. cô uống một ly sữa tươi và chọn một mẫu bánh mì giòn tan đưa lên miệng nhai chậm rãi. tránh hưng quay trở lại. anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh gia hân và thì thầm bên tai cô. gia hân anh có việc này muốn nói với em. Ánh mắt Gia Hân nhìn Tránh Hưng thật dịu dàng, cô nhuền miệng cười. Có chuyện gì vậy anh? Em cũng biết Duy Thiện là bạn thân của anh rồi đấy. Tránh Hưng đưa tay gái đầu, anh cảm thấy khó cất lên nổi. Duy Thiện muốn anh đến công ty anh ấy chụp hình cho các cô người mẫu cho một tạp chí thời trang. Anh không biết phải trả lời như thế nào. Anh không muốn công việc làm ảnh hưởng đến cuộc vui của chúng ta gia hân mỉm cười. anh cứ nhận lời với duy thiện đi. công việc là trên hết mà. chúng ta vẫn còn nhiều thời gian ở bên nhau. tránh hưng ngập ngừng hỏi. em em không buồn chứ? anh trẻ con quá. gia hân chấn an chồng bằng cái vuốt tay thật nhẹ lên má anh. bạn bè quý mến anh nên mới nhờ đến anh. khi nào anh xong công việc chúng ta tiếp tục cuộc vui. ôi thế thì cảm ơn em quá. Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Nghiêng đầu sang Gia Hân, Tránh Hưng hôn lên vảnh tay cô. Anh nói nhỏ, chúng ta trở về thành phố Ngàn Hoa. Anh muốn cho em thấy căn phòng làm việc trước kia của anh. Chúng ta có thể ở đó hai ngày. Gia Hân thích thú. Thế thì tuyệt, em rất thích nhìn anh làm việc. Trong khi chờ đợi Tránh Hưng ăn sáng, Gia Hân trở lên phòng chuẩn bị đồ đạc. Hành lý được bảo vệ khách sạn chuyển xuống xe. Tránh Hưng đã ngồi sẵn trong xe, trông anh có vẻ nôn nóng cho công việc nhiều hơn. Gia Hân cố giấu nỗi buồn vào lòng, nhưng cô không trách Tránh Hưng, bởi vì anh rất đam mê công việc, chính nó là nguồn sống của anh. Chiếc xe lăn bánh và lao nhanh như một mũi tên. suốt đoạn đường đi, Tránh Hưng luôn nói chuyện về những công việc của anh cho Gia Hân nghe. Anh muốn chứng minh cho cô thấy những người làm nghệ thuật không đơn giản chút nào, họ phải sống hết mình vì công việc. Gia Hân chăm chú lắng nghe. Cô rất thích nhìn gương mặt căng thẳng của Tránh Hưng mỗi khi nói đến công việc. Anh vốn nổi tiếng là một nhiếp ảnh ra khó tính. Một bức ảnh, anh có thể chụp nhiều lần, mỗi góc cạnh khác nhau, cho đến khi nào nó thật sự hoàn hảo, anh mới cảm thấy hài lòng. Có rất nhiều cô người mẫu nổi tiếng cũng nhờ vào bức ảnh của anh. Thành phố Ngàn Hoa chào đón hai người trở lại. Chiếc xe dừng trước một ngôi nhà ba tầng lầu, sang trọng, có tấm bảng lớn treo trước cổng công ty búp bê hồng. Người bảo vệ nhận rất tránh hưng, anh ta nhanh nhẹn mở rộng cánh cổng rồi giữ tư thế nghiêm trang cúi đầu chào. "Chào giám đốc." Già dạ Hân nhíu mắt ngạc nhiên. "Ủa, anh ta vẫn gọi anh là giám đốc sao?" "À, cách đây 3 năm về trước anh đã nhận anh ta vào làm việc, để tỏ lòng biết ơn, lúc nào anh ta cũng xem anh là một giám đốc cho đến khi anh không còn làm việc ở đây." Anh ta quả là một người trung thành với anh. Trên đời này khó tìm được người nào giống anh ta lắm. Ừ, anh cũng nghĩ như vậy. Tránh Hưng lái xe chạy thẳng vào trong nhà, Duy Thiện bước ra đón hai người, anh cười rộng miệng. Tôi biết ngay mà, tôi biết là anh không thể nào không giúp tôi mà. Cậu nên cảm ơn Gia Hân đi, cô ấy đã thuyết phục mình làm việc cho cậu đấy. Tránh Hưng đẩy cửa xe bước ra. Duy Thiện chạy đến mở cửa cho Gia Hân anh vẫn hài hước như lúc đầu gặp cô. Cảm ơn bà xã Chánh Hưng. Em rất tôn trọng công việc của chồng em và luôn tạo cơ hội cho anh ấy. Câu trả lời rất khôn khéo của Sa Hân làm cho Duy Thiện đứng ngay người nhìn. Anh chợt hiểu ra, cô gái đứng trước mặt anh có một sức hút mãnh liệt đã làm cho trái tim sắt thép của người bạn anh phải xung động. Một cô gái đầy bản lĩnh, không đơn giản như anh nghĩ. Người bảo vệ có nhiệm vụ đem hành lý lên phòng Tránh hưng dúi vào tay anh ta vài tờ giấy bạc. Anh cười bằng mắt. Anh Tam cầm lấy uống cà phê. Lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ? Người bảo vệ tên Tam lúng túng. Dạ, dạ tôi không dám nhận tiền của giám đốc. Anh cứ cầm lấy. Tôi thưởng riêng cho anh mà. Nhưng đừng gọi tôi là giám đốc nữa. Nghe không tiện đâu. Anh cứ gọi tôi là tránh hưng được rồi. Dạ, chào anh Hưng. Duy Thiện hất đầu ra dấu cho tránh hưng và ra Hân đi theo anh. Bên trong là một phòng khách rộng lớn. Bàn tiếp tân đối diện nhìn ra ngoài. Một bình hoa hồng đặt ngay giữa phòng. Những nụ hoa còn ngậm sương đêm đang nghiêng mình chào đón khách quý. Từ bàn tiếp tân, một cô gái với trang phục cực kỳ khiêu gợi, váy ngắn, áo hở lưng, giày ống cao, nhún nhảy trong đôi chân thon dài. Cô gái chạy đến bên tránh hưng, cười nói díu dít, xem như trong căn phòng này không có sự hiện diện của ai cả Anh Hưng Lâu quá không gặp anh Anh khỏe không Em nhớ anh như điên Nhưng không biết làm sao mà liên lạc với anh Anh đã đổi số điện thoại rồi à Cô gái cầm chiếc điện thoại di động Trên tay bấm lìa bấm lìa Anh lưu lại số điện thoại của em đi 0909 Tiếng kho thật khẽ của si thiện Như nhắc nhở cô gái Dương Phi Đây là Gia Hân vợ của Tránh Hưng đó dương phi hơi bất ngờ trước tin tức vừa đưa ra của Suy thiện nhưng cô nàng vẫn điềm tĩnh giữ trên môi nụ cười quyến rũ anh hưng này thật là tệ không giới thiệu bà xã của anh cho em biết quay sang nhìn xa hân bằng ánh mắt giỏ xét dương phi nhướng mày nói lúc trước em là trợ lý của anh hưng có lẽ anh ấy không nhắc đến em cho chị biết lần này em cũng được cơ hội làm việc chung với anh ấy già hân giữ thái độ bình thản Tôi có biết một vài trợ lý, nhưng rất tiếc tôi không nghe chồng tôi kể gì về cô cả. Tránh Hưng lên tiếng cắt ngang câu chuyện của hai cô gái. Dương Phi, cô chuẩn bị phòng chụp nhé. Tôi cần ánh sáng tự nhiên. Có thể cô cho mọi người mở tất cả các cánh cửa sổ. Tôi sẽ có mặt sau một tiếng. Bước đến choàng tay qua vai Gia Hân. Tránh Hưng âu yếm nói. Chúng ta lên phòng nha em. Duy Thiện đang trao đổi công việc với Dương Phi anh nheo mắt trông thấy cái cật đầu nhẹ của Gia Hân trong khi Dương Phi sỗ sàng ném cái nhìn canh tị về phía vợ chồng tránh hưng. Người ta có vợ rồi, em bỏ cái ý định đeo đuổi anh ta đi. Duy Thiện nói nhỏ, vẻ thông cảm. Dương Phi hứa một tiếng thật kêu khi cô trông thấy bóng dáng tránh hưng và Gia Hân khuất sau dãy cầu thang. Hm, ai mà thèm chứ, sỉ, thấy ghét. Căn phòng thật gọn gàng và ngăn nắp những tấm rèm cửa màu xanh ra trời hợp với không khí trong lành của thành phố ngàn hoa. Già hân hớn hở như một cô bé lâu ngày trở về thăm gia đình. Cô tung tăng khắp căn phòng, rồi dừng lại trước một khung hình chụp bán thân của Tránh Hưng được trong ngay trong phòng làm việc. Anh chụp khi nào vậy? Đẹp trai giống y như Lưu Đức Hòa. Em cường điệu quá đấy. Anh không đẹp như một diễn viên Hồng Kông đâu. Anh vẫn là anh, một Tránh Hưng bình thường và giản dị. Tránh Hưng nhấc bổng xa Hân lên, rồi đặt cô nằm dài trên chiếc giường, đồng thời trao cho cô một nụ hôn đắm đuối. Cảm giác ngọt ngào sung sướng đang lan truyền khắp người anh. Hơi thở anh dồn dập, anh điên cuồng cởi phăng chiếc áo cô đang mặc. Đôi gò bồng đào của Sa Hân đẹp như bức tượng thần vệ nữ. Tránh Hưng như một con hổ đói cúi xuống, ngoạm lấy phần da thịt trắng nón nà. Bàn tay anh đang ve vuốt đôi chân trần mát rượi, như một kẻ liều lĩnh xâm nhập khu vườn địa đàng để tận hưởng hương vị trinh nguyên của trái cấm. Cả hai trong thân thể Adam, Eva cuồng nhiệt cuốn lấy nhau. Già Hân kết thúc nụ hôn bằng hơi thở gấp gáp. Đừng anh, em muốn chúng ta làm chuyện này vào buổi tối. Em chưa chuẩn bị. Ánh mắt tránh hưng đỡ đẫn, dường như anh không nghe thấy già Hân nói gì. Thân hình anh đang đè chặt trên người cô. Anh đang đưa cô vào lạc thú yêu đương bản lĩnh của một thằng đàn ông đang trỗi dậy trong anh mặc cho cô kháng cự một cách yếu đuối anh cứ trườn tới trườn tới thật gần miệng hang đầy cỏ dại xinh xắn nhưng bí hiểm toàn thân tránh hưng nóng bừng sự cọ sát mê mệt xâm chiếm lấy từng tế bào trong cơ thể anh da hân buông xuôi tất cả cô cũng bắt đầu bật tiếng rên nho nhỏ thân thể cô căng ra các giác quan sẵn sàng đón nhận niềm hoan lạc cao trào thế nhưng chuông điện thoại gieo vang làm gián đoạn cuộc chăn gối của hai người. Tránh hưng bực mình khoát tay không muốn cho Gia Hân nghe điện thoại. Nhưng cái âm thanh quái quỷ đó cứ réo ẩm ý bên tai họ, làm phút giây chuẩn bị thăng hoa đột ngột dừng lại cấp bách, như thể chiếc máy bị bấm lút pau vậy. Nghe điện thoại đi anh. Gia Hân hồn hển nói. Đừng để ý nó làm gì, chúng ta tiếp tục đi em. Nhưng mọi người ở dưới nhà sẽ chú ý đến chúng ta em ngại lắm. Xoay người qua một bên, tránh hưng với tay nhấc ống nghe, anh cào nhỏ lên tiếng. Alo, ai đây? Đầu xây bên kia im lặng, tránh hưng tức giận dập máy điện thoại xuống bàn. Hết lúc gọi rồi sao? Ai muốn chọc phá mình vậy chứ? Chuông điện thoại tiếp tục vang lên, lần này rồn rã hơn. Gia Hân mặc vội chiếc áo vào, cô bước đến nói khẽ. Để em nghe cho, cầm máy điện thoại áp sát vào tai gia hân nhỏ nhẹ hỏi alo xin hỏi ai vậy gia hân lặp lại câu hỏi nhiều lần nhưng đầu dây bên kia vẫn câm lặng cô áp chặt ống nghe vào tai và hình như nghe được tiếng thở dài của một người con gái thì phải quay sang nhìn tránh hưng cô thất vọng trả lời có lẽ một cô gái gọi đến đây nhưng không nghe cô ấy nói gì cả tránh hưng ngồi bật dậy anh cầm lấy ống nghe trên tay ra hân Anh lớn tiếng hỏi bằng giọng trịch thượng Ai đấy Muốn gì mà gọi vào số máy này Tôi sẽ tra số điện thoại Và sẽ đến đó làm việc với mấy người đấy Dập mạnh máy điện thoại xuống lần nữa Gương mặt tránh hưng đỏ bừng vì tức giận Anh bâng quờ nói Chà Có những người rảnh rang ghê Sở thích của họ là chọc phá vào máy điện thoại của thiên hạ Những loại người đó cần phải báo cảnh sát thôi Anh sẽ Tránh Hưng chưa nói hết câu, chiếc máy điện thoại rung lên mạnh mẽ và một hồi chuông đéo dài như tiếng còi của toàn tàu xe lửa. Có kẻ nào đó muốn phá đám chúng ta chăng? Già Hân lắc đầu thở dài. Lần này, anh sẽ cho nó biết tay. Cầm lấy ống nghe, Tránh Hưng dập mạnh xuống mấy cái rồi anh bấm vào số máy tổng đài điều tra số máy vừa gọi. Già Hân hiểu ý chồng mình muốn gì, có hiểu rõ tính nóng nảy của Tránh Hưng anh sẽ làm lớn chuyện ra cho mà xem. Cô giành lấy chiếc điện thoại rồi nghiêm mặt nói với chồng. Để em nói chuyện với người ta cho. Anh vào phòng tắm đi. Mọi người đang chờ anh dưới nhà. Tránh hừng miệng cưỡng đứng dậy bước nhanh vào phòng tắm. Anh cố gắng lắm mới đẩy được cơn hưng phấn xuống tận gót chân. Anh lại hụt hẫng thêm một lần nữa. Cảm giác được thăng hoa đã biến mất trong đầu anh. Già Hân đang chờ tín hiệu của tổng đài. Phải mất 5 phút giọng cô gái trực tổng đài trong trẻo cất lên. Số máy quý khách vừa hỏi chính là chạy hòm vĩnh viễn. Gác máy xuống bàn điện thoại, ra hân ngồi bất động, tay vẫn còn đặt trên ống nghe. Mặt cô tái nhợt, cô ngồi im như pho tượng. Tinh thần tránh hưng có vẻ phấn chấn hơn khi anh từ trong phòng tắm bước ra. Anh vừa mặc quần áo vừa tranh thủ hỏi vợ. Em có điều tra số máy đó chưa? Nói cho anh biết địa chỉ. Anh sẽ nói với Duy Thiện đến đó làm việc với bọn chúng. Già hân chấn tĩnh sau vài giây. Cô không muốn nói sự thật cho Tránh Hưng biết. Nên đã bịa ra một câu chuyện. À, trả con nó tái máy tay chân. Không có gì quan trọng đâu anh. Em đã nói chuyện với ba mẹ của chúng. Họ hứa sẽ không cho con họ nghịch điện thoại nữa. Tránh Hưng có vẻ tin những gì vợ anh nói. Anh bước đến hôn lên chán cô. Phòng chụp ảnh của anh ở lầu 1. Em nghỉ ngơi một chút rồi xuống đó chơi. Dạ. Bước đến ngưỡng cửa, tránh hưng ngoảnh mặt nhìn xa hân bằng ánh mắt tinh nghịch. Anh lặp lại câu nói. Gặp em ở phòng chụp ảnh nhé. Sa Hân đưa tay lên vẫy chào. Cô nằm dài trên giường khi cánh cửa phòng vừa đóng lại. Ánh mắt cô ngó chân chối lên trần nhà với những suy nghĩ ngột ngang. Bắt đầu từ đêm tân hôn, liên tiếp xảy ra những chuyện kỳ lạ. Cô không biết mình có gặp ma hay không nhưng trong tiềm thức của cô vẫn lợn vợn hình bóng một cô gái tạm quên những câu chuyện kỳ quặc trong đầu gia hân không muốn tránh hưng phải lo lắng vì cô nhủ thầm trong lòng đây chỉ là một ảo giác và gia hân cố tin như vậy nằm trong phòng cũng chán gia hân muốn đi tham quan ngôi nhà nhưng trước khi đi cô phải ngâm mình trong bột nước nóng hương thơm từ chai sữa mùi hoa ớt kim hương đem lại cho cô cảm giác sảng khoái và dịu êm ngắm nhìn những bọt xà bông tắm trong lòng bàn tay, cô chú miệng thổi một cách nghịch ngợm. Bản tính của Sa Hân rất hồn nhiên, nếu như cô không gặp những câu chuyện phiền phức này, cô sẽ bay nhảy cùng tránh hưng. Cô sẽ giang hai tay ôm lấy cả bầu trời, cả thế giới này chỉ dành riêng cho tình yêu của cô. Thầm mỉm cười trước những suy nghĩ vu vơ, Sa Hân chọn cho mình bộ đồ xin bạc màu, đôi giày vải màu trắng, trông cô thật giản dị không cầu kỳ mặc kệ mọi người nghĩ cô như thế nào cũng được cô cảm thấy thoải mái là được rồi già hân bước vào phòng làm việc cô nghiêng mình trước tấm hình của tránh hưng chào anh yêu anh cứ nhìn em cười đi trông em giống như một con quạ xấu xí phải không nhưng vẫn còn đáng yêu hơn những con vịt xiêm lòe loẹt mang giày cao gót của anh Khẽ đẩy những quyển sách sang một bên già hân đang nhón người với tay trên kệ sách có một quyển sách triết lý về cuộc sống, cô muốn tham khảo đến nó. Bàn tay cô đụng phải một chiếc hộp nhỏ nằm sát trong kệ. Tò mò cô mở nắp hộp ra xem. Bên trong là một chiếc nhẫn vàng có cận mặt đá xa màu xanh ngọc. Cô lồng chiếc nhẫn vào lòng bàn tay và ngắm nghĩa một lúc, rồi xáo chiếc nhẫn trả về chỗ cũ với ánh mắt nghi ngờ. Có lẽ đây là nhẫn của Tránh Hưng, nhưng sao anh ấy cất kỹ như vậy? Bất chợt cô sừng lại nhìn sững ra cửa sổ. Không hiểu từ lúc nào, ở đó xuất hiện một vệt sáng chói như sợi dây vắt ngang qua khung cửa kiếng. Phía sau vệt sáng là cước mặt rất quen thuộc, đôi mắt như hai viên bi lồi hẳn ra ngoài, làn da xám ngắt, cái miệng há rộng như trực sẵn một tiếng thét kinh hoàng. Luồng gió lạnh thốc vào phòng, cánh rèm cửa lay động, bàn tay phía ngoài từ từ vươn tới, bàn tay vươn ra xòe rộng, như muốn thâu tóm linh hồn của cô. Già Hân có cảm giác chân tay bùn rùn không đứng vững, khuôn mặt cô gái kia rất giống cô gái mà cô cắn chết trên con đường đến thung lũng hoa vàng. À! Gia Hân xô ghế vùng chạy ra ngoài, căn phòng u ám lặng lẽ không bình thường, hồn ma cô gái kia sao cứ theo ám ảnh cô hoài, bắt cô đối diện với cảm giác kinh hoàng. Gia Hân, có chuyện gì vậy? chạy đã đến ngoài hành lang thì cánh cửa phòng làm việc của duy thiện cũng bật mở tôi vừa nghe thấy tiếng của cô hét tôi tôi vừa 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 nhìn thấy chợt ra hân im bặt cô không biết nói như thế nào đây cho duy thiện hiểu chẳng lẽ nói với anh ấy cô vừa gặp ma trong ngôi nhà này liệu anh ta có tin lời cô không có lẽ duy thiện sẽ cười cô và cho rằng cô là người đồng bóng tin vào chuyện ma cỏ anh ta sẽ nhún vai nói giống như Tránh Hưng đã từng nói với cô. Trên đời này làm gì có ma, em gặp ảo giác rồi đấy. Duy Thiện tỏ vẻ quan tâm. Cô đã thấy gì rồi? Tôi tôi Gia Hân ngập ngừng một lúc rồi nói nhanh. Tôi thấy con chuột, đúng rồi, một con chuột có bộ lông màu trắng như tuyết. Chuột lông trắng hả? Gia Hân giật mình nói lắp tôi 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 cũng không chắc là là màu trắng không nữa có lẽ màu màu đen thì phải hay hay là màu xám ta duy thiện cười xòa vậy chắc là một con chuột lai like rồi đó nó có hai ba màu trắng đen xám có có lẽ như vậy ngày mai tôi sẽ nói với anh bảo vệ mua bẫy về bẫy chuột nhưng ánh mắt của anh nhìn ra hân tinh nghịch nhưng một con chuột có bộ lông màu trắng đen xám Chắc là động vật quý hiếm đấy. Ừ, dạ, ừ, cảm, cảm ơn anh. Dạ Hân biết suy thiện không tin lắm những điều cô nói, mà cô bịa ra một câu chuyện cũng buồn cười thật. Bước xuống cầu thang, Già dạ, Hân ghé qua phòng chụp ảnh của Tránh Hưng. Cô đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa và liếc mắt nhìn vào bên trong. Căn phòng được trang trí thật đẹp. Những cánh hoa kèn trắng tinh kết hợp với váy áo của các cô người mẫu trông đầy nét nghệ thuật họ đang trình diễn bộ sưu tập áo ngủ trước ống kính của Tránh Hưng. Mặc dù đã nhủ thầm trong lòng là không nghĩ gì, nhưng Gia Hân vẫn cảm thấy trái tim mình nhói lên. Một nỗi đau mà bất cứ người phụ nữ nào cũng cảm thấy khi chứng kiến chồng mình đang ngắm nghía những thân hình bốc lửa của các cô gái khác. Đẩy nhẹ cánh cửa, Gia Hân bước đi, nhưng cô vẫn kịp trông thấy ánh mắt dễu cợt của Dương Phi hướng về phía cô. Các bạn thân mến, Duy Thuận xin phép dừng cái câu chuyện ngày hôm nay tại đây. Câu chuyện này sẽ được chia thành hai phần. Bởi vì nếu đọc hết câu câu chuyện này trong một video này thì sợ là mọi người ngủ quên mất vì nó khá là dài. À, ngày mai chúng ta sẽ nghe nốt phần kết của nó cũng tầm khoảng một tiếng nữa. Và chắc chắn rằng ở phần 2 thì những cái điều kinh hoàng sẽ còn xảy đến với cái cô gái này nhiều hơn nữa. Ở phần 1 thì mới chỉ là cái phần dẫn chuyện và đặt vấn đề của tác giả thôi chưa có nhiều cái yếu tố quá kinh dị ở đây. Chắc chắn ở phần 2 mọi người sẽ có những đoạn phải nổi gai ốc đó. Bởi vì thuận đọc rồi nên thuận cảm thấy là có nhiều đoạn nó nó ghê lắm, nó cũng khá là đáng sợ đó. Nó khiến cho mình giật mình. Và mọi người ngày mai sẽ cùng đón chờ xem điều gì sẽ xảy đến với đôi tình nhân này trong cái tuần mà họ đang đi tuần trăng mật nhé. Và chắc hẳn có một cái điều gì bí ẩn liên quan tới anh chồng đấy là 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 thuận nghĩ là như thế còn mọi người nghĩ sao mọi người thử thử đoán trước nghe hết phần này thử rồi comment xong là đoán trước xem cái kết cục của phần 2 sẽ như thế nào nhá thử xem rồi cái kết cục của câu chuyện nó có đúng với cái suy nghĩ và cái dự đoán của của mình hay không nha rồi cảm ơn mọi người rất nhiều và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau 9 giờ trên kênh người dẫn đường coi âm để nghe nốt phần 2 của bộ truyện này